chào anh chị quý vị và các bạn. Tôi là Hoàng An, phụ trách kinh doanh của siêu thị ô tô Bình Dương. Chào mừng anh chị đã đến với kênh YouTube An ô tô Bình Dương của tôi. Và ngày hôm nay thì Hoàng An xin giới thiệu một mẫu xe mới nhất đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Đây là chiếc Honda City màu đen, sản xuất 2017, bản máy 1.5 bản CVT. Xe đây là một mẫu mới nhất, form mới của 2018. Tôi sẽ giới thiệu các bạn một vòng quanh xe để anh chị cùng theo dõi. Xe rất là mới, chủ xe đi rất là giữ gìn, mâm rất đẹp, vỏ còn nguyên theo xe. Nguyên xe màu đen. City là một chiếc xe phân khúc B được thiết kế rất chi là vừa mắt, nội thất rất là rộng rãi. Anh chị đã tham quan một vòng ngoại thất và bây giờ mình chiếc xe. Xe trang bị ghế lỉ theo xe. Trên vô lăng thì có những nút chỉnh âm lượng, chuyển bài. Rồi lấy chuyển số đây. Thì đây là đồng hồ chiếc xe, thì xe chạy đúng 35.000 km. Xe bảo hành, tất cả các xe được bán ra tại siêu thị ô tô Bình Dương đều được cam kết bảo hành. Đây là màn hình, xe đã có màn hình giải trí, có cam re, camera lùi đầy đủ hết. Để quay cho anh chị coi camera lùi đầy đủ hết. Camera lùi đầy đủ hết. Đây, xe trang bị camera lùi đầy đủ hết. Xe CD là một dòng xe mà rất chi là tiết kiệm nhiên liệu, bởi vì nó có một nút eco tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm xăng. Xe rất là đẹp, táp lô rất là sạch sẽ, rất là mới. Xe mới về nên là đang để trong khu vực dọn rửa, một vài ngày nữa là sẽ rất là đẹp. Rất nhiều tính năng mới, cần số, số đẹp. Một muỗng cà phê nhân cho vào giữa miếng bột. Không giống như bản top, bản thường thì lỗ cái máy lạnh vẫn là chỉnh cơ, vẫn là chỉnh tay. Ở đây là nút khởi động máy, đã được trang bị để lỗ spa top, rất là hay ở đó. Xong luôn lấy cái sửng mình để lên cho nó nóng chút xíu đi. Rồi xong luôn. Rồi xong. Vào mình hấp ở trong đó khoảng 10 phút là hái cạo sẽ chín. 10 phút là hái cạo sẽ chín ha. Ok, rất là thoải mái, mình đợi nhanh, chân rất là thoải mái luôn. Đây chỉ có thể thấy thôi. Nếu mà người ngồi sau là ngồi đây rất thoải mái. Thì hương vị có tốt nghe không? Trời, cái mùi ngon ngọt của cái viên hái cạo nó vẫn giữ tiên nhiên như vậy luôn ha. Từ lúc mà Thủy Lam trộn tới giờ nó vẫn thơm cái điều cộng vậy luôn. Honda City đó là nó giữ yên nguyên. Sau rồi có một hốc gió ở ghế sau rất là hay. Nhiều xe là không có, như Vios là không có, Mercedes xe là không có, nhưng mà dòng CD là có. Thơm theo kiểu này là tanh tanh nặng không có được đâu. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 479 triệu, 479 triệu bao rút hồ sơ. Đẹp, cảm biến xe đầy đủ hết. Đây là cốp sau, đây có một cái dung tích rất là rộng, thoải mái mình để đồ. City có cốp sau rất rộng rãi luôn, ao để đồ. Đây là hộp bánh, hầm bánh sơ cua, bánh sơ cua vẫn còn rất là mới đây. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh chị động cơ của xe. Xe Honda City trang bị động cơ 1.5 rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là những cái dấu hiệu để anh chị biết một chiếc xe zin như thế nào. Tất cả các ốc cabo chưa có tháo, chưa có dấu hiệu tháo. Bên đây cũng vậy, bên kia cũng vậy.
có thể nhìn qua cái máy, máy rất là đẹp, sáng, máy như mới luôn. Các ốc chân máy là chưa có dấu hiệu tháo mở, rất mới, rất đẹp luôn. Thì đây là máy, máy là cam kết là máy móc là nguyên bản luôn. Cảm ơn tất cả anh chị đã chú ý theo dõi video của em. Thì chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 479 triệu, hỗ trợ ngân hàng 75% giá trị xe. Mình bỏ ra khoảng 150 đến 160 triệu là đã có xe đi rồi. Chiếc xe này bên em cam kết, thứ nhất là về máy móc là nguyên bản, không có đâm đục kích. Thứ hai là khung gập cũng nguyên bản, các cửa keo chỉ nguyên bản hết. Đó. Bao test hãng. Nếu mà sai bên em hoàn tiền được 1 gấp đôi. Chiếc xe này sau khi bán ra bên em sẽ bảo hành 10.000 km cho hộp số của động cơ và sẽ được chăm sóc và làm đẹp xe với giá trị lên đến 3 triệu đồng. Rất cảm ơn anh chị. Anh chị có cần mua xe hoặc là cần tư vấn về xe thì có thể liên hệ cho Hoàng An theo số điện thoại 0943 444550 để được tư vấn và báo giá cụ thể. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.